Như các bạn đã biết thì sữa Thanh Trùng đang là một sản phẩm kinh doanh khá là tiềm năng, đặc biệt là các dòng sữa hạt với xu hướng sống xanh tốt cho sức khỏe như hiện nay. Chính vì thế, để đáp ứng được nhu cầu của thị trường thì chúng ta cần phải đầu tư một chiếc máy nấu sữa Thanh Trùng để cho ra sản phẩm có chất lượng cao cũng như là tăng năng suất lên đến 3.000 chai trên một ngày. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Vina Organic. Mình là Thùy Nhung. Nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay đó là máy nấu sữa Thanh Trùng 50 lít có mã model là B050 do Vina Organic trực tiếp nghiên cứu và sản xuất. Hãy cùng Nhung tìm hiểu chi tiết về chiếc máy này nhé. Và trước khi bắt đầu video, đừng quên đăng ký kênh, nhấn nút theo dõi để ủng hộ Vina Organic cho ra nhiều video chất lượng hơn nhé. Đầu tiên nói về phần thiết kế thì máy được thiết kế dạng hình trụ tròn, tập trung chủ yếu vào phần chiều cao của buồng nấu sữa nên nhìn chung khá là gọn gàng và không tốn nhiều không gian diện tích trong cơ sở sản xuất. Máy được làm từ vật liệu inox 304 cao cấp, rất bền bỉ và dễ vệ sinh sau một lần sử dụng. Bên cạnh đó thì chất liệu này còn giúp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nhờ vào tính năng chống hen rỉ dù ở nhiệt độ cao. Máy rất hiện đại, thẩm mỹ và dễ vận hành, bất kỳ ai cũng có thể sử dụng được. Rất tiện lợi phải không nào? Về cấu tạo thì máy nấu sữa Thanh Trùng 50 lít được cấu tạo từ các bộ phận chính như sau: bảng điều khiển, bồn nấu sữa, hệ thống cánh khuấy, hệ thống bánh ống và bánh xe chịu lực. Bồn nấu được thiết kế gồm hai lớp: lớp áo dầu gia nhiệt và lớp bảo ôn cách nhiệt cực kỳ dày dặn, giúp hạn chế thất thoát nhiệt và giữ nhiệt tốt hơn, nhờ đó tiết kiệm được điện năng sử dụng. Hệ thống khuấy gồm có động cơ và cánh khuấy, bên trên là núm điều chỉnh tốc độ, giúp chúng ta có thể điều chỉnh tốc độ phù hợp với từng sản phẩm của mình. Bảng điều khiển được thiết kế trực quan phía bên thân máy, giúp chúng ta dễ dàng quan sát và vận hành. Bảng điều khiển gồm có công tắc, đồng hồ cài đặt thời gian, đồng hồ cài đặt nhiệt độ, công tắc bơm, công tắc cánh khuấy. Chúng ta chỉ cần cài đặt các thông số theo đúng như yêu cầu của sản phẩm, máy sẽ tự động ghi nhận và vận hành. Các van chức năng như là van xả sữa, phía bên này sẽ có van xả áp, hiệu tiếp dầu, mực ống thủy. Nhờ vào những thiết kế này sẽ giúp chúng ta có thể dễ dàng kiểm soát trong quá trình nấu cũng như là đảm bảo hiệu quả sản xuất. Bánh xe chịu lực của máy được chế tạo từ nhựa cường lực với khả năng di chuyển linh hoạt trên mọi mặt sàn. Những chiếc bánh xe này giúp việc di chuyển dễ dàng và sử dụng máy trở nên thuận tiện hơn. Với thiết kế trên thì máy nấu sữa Thanh Trùng của Vina Organic sẽ có những ưu điểm gì? Chất lượng sữa sau khi nấu thơm ngon, không bị vón cục, không cháy khét hay có mùi ôi khê. Và sản phẩm sau khi nấu sẽ bảo quản thời gian từ 10 cho tới 15 ngày. Máy nấu sữa 50 lít này có thể nấu nhiều loại sản phẩm khác nhau như là sữa bí đỏ, sữa gạo lứt, sữa ốc chó, sữa bắp và cả sữa bò, sữa dê Thanh Trùng. Thời gian nấu rất nhanh, mỗi mẹ chỉ khoảng từ 45 cho tới 50 phút. Hệ thống vận hành tự động, dễ điều chỉnh nên rất thuận tiện và tiết kiệm thời gian, công sức. Tiết kiệm điện năng tối đa nhờ vào thiết kế tích hợp hai lớp, lớp áo dầu và lớp bảo ôn cách nhiệt. Máy có thiết kế gọn gàng, dễ dàng vệ sinh, dễ dàng sử dụng. Rất nhiều ưu điểm cho một chiếc máy như thế này đúng không nào? Bên cạnh máy nấu sữa Thanh Trùng 50 lít thì Vina Organic đã và đang cung cấp nhiều năng suất khác như là 5 lít, 20 lít, 100 lít, 200 lít, 300 lít và 500 lít, hoặc có thể thiết kế theo yêu cầu phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Vậy là Nhung đã giới thiệu xong về máy nấu sữa Thanh Trùng 50 lít của Vina Organic. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ ngay với Vina Organic qua số hotline phía trên màn hình để được tư vấn và giải đáp thắc mắc. Và đừng quên đăng ký kênh, like, share để ủng hộ Vina Organic cho ra nhiều video chất lượng hơn nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.